Kính chào anh em cần thủ nha. Hôm nay là ngày 8 tại tháng 12, shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô cần luôn. Này lô này em xả cho cuối năm cho anh em nha. Anh em mới chơi và anh em dùng cần luôn này để câu ngâm câu bè rất là thích hợp nha anh em. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em. Và đầu tiên em lên nhà mã thứ nhất là mã B1. Mã B1 của em là một cây này gọi là chất liệu gan phíp. Cái này khoen theo hãng luôn nha anh em. Thì đây. Cái này có tổng chiều dài là 1m8, thích hợp cho anh em là quấn câu lua, mới tập lua, mới đứng nha anh em. Với đây câu ngâm. Thì cái này gơ vào độ cứng từ khoảng 1ml nha anh em. Cái này gơ cũng cứng khoảng 1ml. Giờ cái này chất liệu là gan phíp, cán bần. Giờ cái này em sẽ sale là 200k bao ship nha anh em. 200k bao ship, nó giá rẻ luôn nha anh em. 200k bao ship đó cho anh em. Cái mã thứ hai. Mã thứ hai nữa là một cây 1m8 mà là chất liệu là carbon của bề hãng gì đây? Khoen này là khoen buxi hạt, là hạt lôi luôn nè anh em. Cái này thích hợp cho anh em nào có suối nha. Này là 1m8 ml. Cái này quấn từ 7 đến 15g, 6 đến 12 level chất liệu carbon. Đó, khoen bắp buji. Đó, cán gô bần rất đẹp. Cái khóa này là bao chắc chắn luôn nha anh em. Có bát này mới đứng nha anh em. Rồi, cái này có mã là mã B2 là 95g, còn 21. Giá 500. Ra. Ship. Rồi, giá là 500k bao ship nha anh em. 500k bao ship. Kế tiếp nữa là một cây carbon Atlantic ta 1m8 ml, đó nha anh em. Khoen bắp buji. Rồi, rất đẹp. Trông rất đẹp nha, 1m8. Rồi, cái này quấn từ này nó không ghi, nếu mà quấn từ 2 đến 10 12 g là chuẩn nha anh em. Này nặng 105 g còn 1 ly 8, giá 500k bao ship. Đồ này em bao ship hết rồi nha anh em. Đó 500k. Đồ này em bao ship hết. Kế tiếp nữa là một cây carbon nữa. Này cũng rồ marine 1m8 ml. Này còn rất đẹp nha anh em. Cái này cái đi lông này chưa tháo luôn, rất đẹp. Rất đẹp, khoen bát theo hãng, giá 400k. 380k. Đó nha anh em. Cái này mã B4 380k bao ship. Đó. Còn rất đẹp, mới tinh. Cái mã B5. B5 là một cây của Procaster đây qua 562L. Cây này thích hợp cho anh em là lua suối nha. Cái này mình lua cá suối, cái này kia với lại anh em bún cháp á. Cái này rất ngon nha anh em. Ôi ôi, khoen buji xích nè. Mới bóng lưỡng nè anh em, thấy không? Cái này khoen xích nè. Bóng lưỡng. Rồi. Cái này ngon nha anh em. Cái này rất ngon nha anh em. Cái này cho anh em nào quấn suối là hết bài, quấn những cái thìa á. Là anh em muốn cháp, muốn cầu ngâm cũng được, của đài qua. Rồi, cái này là 1m68, quấn từ 1 đến 8g. 4 đến 10 lbs, mình Thái Lan nha anh em. Cực rất đẹp. Bả B5 nặng 94g, ngọn 1 ly 8, giá 750k. Đó, xèo hết cho anh em luôn. 750k. Khen xích luôn, đẹp luôn. Kế tiếp là mã B6. Mã B6 của mình là một cây bass Challenger 1m8 ml nha anh em. Hai khúc quấn từ 8 đến 15 lb, mát 10g, mát 8g chứ. Rồi cây này có mã là B6, nặng 105g, ngọn 2 ly, khoen buji chân xám hai chân. Đó nha anh em, chất liệu là carbon, cần rất đẹp. Này mới anh em mới chơi là rất ngon nha anh em. Rồi mã B5 này, mã B6 này nặng 105g, ngọn 2 ly, giá 500.
450k. Bao ship luôn, em bán sale luôn cho anh em luôn. Kế tiếp nữa mã B7. B7 là một cây Bass One ST 2851 nha anh em, búng từ 4 đến 10 label, 2 đến 10 gram, made in Korea, cái này của Shimano nha anh em. Cần rất ngon, khoen bát Buji. Dòng này thì ngon rồi nha anh em, cắm ngược luôn. Rồi, cây này có giá là 600k bao ship. 600k mã B7. Đó. Kế tiếp mã B8. Mã B8 của mình là một cây Grow Marine, chất liệu carbon, khoen bát theo hãng, cần rất đẹp nha anh em, màu đỏ. Đó, cái này có tổng chiều dài là 1.8 ml. Đây anh em. Action medium light. Quấn từ 2 đến 10 gram. Nha anh em. Mã B8 cực rất đẹp. Khoen bát theo hãng. Cái này có trọng lượng 134 gram ngọn 21, giá 300k bao ship. 300k bao ship nha anh em. Kế tiếp là mã B9. Mã B9 là một cây 602M của Bass Box, khoen Bass Buji, chất liệu là carbon. Đó. Cái này của hãng Hai Van C, Man Core, 1.8 2 khúc. Rồi cái này có cân nặng là 117 g 21, giá 400k. 400k bao ship. Đó. Kế tiếp là mã B10. B10 là một cây Suyumi Wonder Tip, khoen bát Buji, cần 2 khúc. Mấy cây này ngon lắm nha anh em. Mấy cây này lua, anh em lua chém cháp rồi ngon lắm nè. Rồi, mã B10 này nặng 100g của 1D7. Thông số là 6.18 ml nha anh em. Hãng Suyumi này, cái telephone này ngon. Cái này có giá là 500k bao ship. 500k bao ship. Đó, kế tiếp là mã 11. Mã 11 là một cây Jupiter của Daiwa, khoen lớn luôn nha anh em, cái này ngon nè. Cái này thích hợp cho anh em nào quấn lua nè. Nha, anh em quấn lua, quấn ngâm đồ vuông. Cái này có mã là mã B11, nặng là 117g 1.9, cái này có thông số là 1.8 ml, quấn từ 3 đến 14 gram, 6 đến 12 label, made in Korea, khoen bát Buji. Rồi, cái này có giá là 750k, sale còn 600k bao ship. Đây, 600k bao ship. Kế tiếp là mã 12. Mã 12 của mình là một cây Ghostway 1.8 ml nữa. Đây, khoen bát theo hãng, cần rất là ngon, chất liệu là carbon. Đây, nha anh em. Rồi, cái này có cân nặng là 118g ngọn 21, giá 300k bao ship. Giá 300k bao ship nha anh em. Cây tiếp nữa là mã số 13. 13 là một cây, cây này là dòng chuyên suối nha anh em, 601.8 ml. Đó, chuyên suối nè, cái bát này nè, cho anh em là quấn suối nè. Mấy cần này quấn suối rất là ngon nha, quấn cá chày đồ, quấn cá nó. Rồi, cái này có thông số là 602 ml, 2 khúc, quấn từ 2 đến 8 gram. Rồi, cái này có cân nặng là 98g, còn 1D6, giá là 500k bao ship. Kế tiếp nữa là mã 14. Mã 14 của mình là một cây 1.8 Bass Rex
Gon nè. Rồi, cần khoen, khoen là khoen sắt nha. Rồi, cái này có cân nặng là 123g, còn 2 ly rưỡi. Giá là 230k bao ship. 230k bao ship, mã 14. Tới mã 15. Mã 15, mã 15 của mình là một cây 1m8ML, cây này 2 khúc, khoen bát theo hãng. Đó, cần rất ngon nha anh em. Rồi, cây này có mã là mã 15, nặng 120g, còn 2 ly. Giá 200k bao ship. Giá 200k bao ship. Kế tiếp nữa là một cặp mã 16 và mã 17. Mã 16 là một cây Rocaster Daiwa. Cây này có thông số là 602L. Khoen Bujigon nha anh em. Đây, khoen Bujigon. Rồi, 2 cây 602L và ML. Cặp rất đẹp nha anh em. Này, cho anh em câu ngâm lần C được, câu lua được rất ngon nha. Khoen Bujigon luôn. Đó, 2 cây. Cây này có mã là mã số 17 và 18, 16 và 17. L thì quấn từ 2 đến 10g, mà là quấn từ 4 đến 12 gram nha anh em, 2 cây thì em bán 800.000 cây, em sẽ sale là 680.000 một cây. 680 một cây nha anh em. Đó, em sale nhanh luôn. 680 một cây. Cây tiếp nữa là mã số 18. 18 là một cây Rocaster nữa, 602L nữa. Cái này quýnh rất ngon nha anh em. Quýnh cho anh em là quýnh ngâm lăn sợ, ngâm đồ, quýnh chẻm cháp đồ, quýnh câu lua đồ. Cái này mã B18, nặng 115g, còn một đi 9, giá 580k nha anh em, 580k. Kế tiếp nữa là mã 19. Mã 19 là một cây phíp nữa. Cái này phíp nha anh em, cho anh em ngâm lăn xê, quýnh rất sướng. Cái này có mã 19, nặng 154g, còn 2 ly mốt. Khoen bát buji luôn. Rồi, cái này có giá là 200k bao ship. Anh em nào ngâm cá vẩu, ngâm cá cháp đồ đó nè, cái ngọn của nó nè, mấy cái này ngâm sướng lắm nha anh em. Tới kiếp nữa mã 20. Mã 20 là một cây 2 khúc nữa, 1m8. Cái này thích hợp cho anh em nào ngâm nha. Khoen bát theo hãng của Legend, chất liệu là carbon. Đây, ngâm cho anh em là quýnh nha, cháp thanh đồ, cần 2 khúc rất đẹp nha anh em. Rồi, cái này có cân nặng 177g, còn 1 ly rưỡi, giá 500k bao ship. Mã số 20. Cái mã 21. Mã 21 là một, ồ, cái này không phải rồi. Để ghi, cái này 21 để ghi. Cái mã 22. Mã 22 là một cây của Daiwa Bantam Highland, dòng khoen là khoen sắt luôn nha anh em. Cái này hàng như là xuất USA thì phải nè, mới lên Taiwan nha anh em. Giờ cây này có cân nặng là 106g, ngọn 1 đi 9, cần rất đẹp nha anh em. Cho nên anh em quýnh ngâm lăn xê lùa đồ. Rồi, 200k bao ship nha anh em, 200k bao ship. Mã số B22, 200k bao ship. Tới kiếp là mã B23. B23 là một cây Lime Barra 2m1 nha anh em. Cái này quýnh từ 0.5 đến 3.5g của China xuất Nhật. Rồi, cái này nó thích hợp cho anh em là quýnh cháp nha. Cái này ngọn đó. Cái này giống ngọn giống Heiichi Ikeda nha anh em. Nè, ngọn nè. Rồi anh em quýnh vẩu, quýnh gì rất ngon, 2m1 luôn nha anh em. Rồi, mã B23 này nặng 92g, còn 0.8, giá 400k bao ship. Kế tiếp nữa là mã số 24. 24 của mình là một cây Shimano Bakwan 1581R2, quýnh từ 5 đến 18g. Rồi, Man in Korea. Cái này quýnh, anh em nào quýnh chẻm lóc độ ok nha anh em, 2 khúc mấy ngang. Cái này mã B24 nặng 97g, còn 1 ly rưỡi, giá 550k bao ship. 550k, rất đẹp nha anh em, 550k bao ship. Kế tiếp nữa là mã số
25 là một cây đai hoa cá súng. Cây này thích hợp cho anh em là máy chọn, máy giống như là máy học dịch vậy, rất đẹp nha anh em. Đây cán rất đẹp nè, anh em nhìn cái cán nè, thì giống như da thật vậy đó. Rồi cái này có mã B25 máy ngang nha, nặng 165 gram, còn 1.9. Cái này có thông số là 1m68, BFB là cái này thông số khoảng L nha anh em, ML chứ, ML khoan bắp buji. Rồi cái này có giá là 450k bao ship nha, 450k bao ship, rất đẹp nha anh em. Cái này vừa chơi vừa sưu tầm. Kế tiếp nữa là mã số 26 là một cây máy ngang nữa của Daiwa Rocaster, cần rất là đẹp nha anh em. Đây rồi, cây này có thông số là 562M, FB 1m68, action fast nha, quýnh từ 7-20g, 8-17 lbs. Cái này quýnh hợp cho anh em nào quýnh lóc chẽm nha. Rồi cái này có cân nặng là 120g, còn 1.7 giá 600k, sẽ xuống là còn 500k bao ship. Kế tiếp nữa là mã số 27 là một cây máy ngang nữa của Shotman Hunter 1m65 Cooler nha anh em. Đây rất đẹp, đây chất liệu là carbon. Cái này mã 27 thì thông số của nó là ML nha anh em, ML quýnh từ 4-16g. Rồi cái này có thông số là nặng 105g, 1.7 giá 400k bao ship. Tiếp nữa là mã 28. Mã 28 của mình là một cây carbon power 1m8, cần rất đẹp, khoan buji phát quang luôn, hai khúc. Rồi cái này có cân nặng là 168g, ngọn 1.7, cán súng rất đẹp luôn nha anh em. Đây rồi, cái này có giá là 400k bao ship. Cái này có thông số là 60, thì dạng như cũng là ML luôn nha anh em, 1m8 ML. Kế tiếp được mã 29 nữa, một cây Daiwa Trifor 1m8 M, quýnh từ 7-20g, nhà made in Thái Lan, quen bát buji, máy ngang đó, thích hợp cho anh em mở tập chơi với anh em là lùa lóc đồ này kia. Mã B29 nặng 113g, giá 580k bao ship. Kế tiếp nữa là mã số B30. B30 là một cây Trifor Graphic. Cây này có thông số là 1m68 67, quýnh từ 5-21g. Cái này cho anh em nào quýnh lóc là ok nha, quen buji gòn. Rồi cái này có cân nặng là 104g, còn 2 ly, giá 400k đó, 400k vào ship. Kế tiếp nữa mã 31 là một cây cán súng nữa. Rồi cái này có cân tổng chiều dài là 1m8, quýnh từ 5-20g, 21g, 8-20 lbs, thông số cỡ M. Cái này có cân nặng là 111g, còn 2 ly 2, giá 380k bao ship. Kế tiếp nữa là mã số B32 là một cây cái này em sẽ tặng cho một anh nào giống như mua cái dạng này này, em sẽ tặng nha. Cái này mã 32 em tặng nè, tặng cho mỗi nào cam đâm nha, tự mua em tặng nè. Rồi cái này luôn, cái này mã số 33 này luôn, cái em tặng luôn cho cam đâm cho một anh nào luôn. Đó, cái mã 34 là một cây Batswana ST 7-21g. Này cái này cứng M nha anh em, 7-21g đó, của Shimano. Cái này ngon nha anh em, Batswana ST dòng ngon nè, Shimano Batswana ST. Rồi 1652 R2, cái này 1m98. Rồi Manning Courier khoan bắt buji. Cây này có cân nặng 114g, còn 1.9, giá 800k bao ship. Cây này ngon nha anh em, này hàng ngon nè. Cái kế tiếp là mã số 35 không có nha. Tới 36 là một cây Awa FB 602ML máy ngang, cần rất đẹp nha anh em. Đây cần rất đẹp, khoen là khoen này là khoen
phê Akunai nha anh em. Chân mỏng luôn. Akunai chân mỏng nha anh em. Rồi, cây này là máy ngang, đầu bu chấm sắn. Rồi, cây này có giá là cần rất đẹp nè, bán rất đẹp luôn anh em. Rồi, cây này có giá là 600k nha anh em. 600k bao ship. Cây này có thông số là 602ml. Nó quýt từ 4 đến 10, 6 đến 4 gram đó. Nha anh em, cần rất đẹp. Máy ngang. Chất liệu là carbon. Kế tiếp nữa, mã 37 là một cái Abu 662M. Abu 662M nha anh em, máy ngang. Đó. Rồi, cái này quýnh từ 2 đến 20 gram, 8 đến 20 LB, 1m98, 2m nha anh em, 1m98 cần rất đẹp nha anh em. Rồi, cái này có giá là 1.3 triệu, em sẽ sale là 1 triệu nha anh em, 1 triệu bao ship đó cho anh em nhanh nhận tay. Cảm ơn anh em cầu thủ đã một năm qua ủng hộ em. Chúc anh em cầu thủ một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn anh em ngủ nhiều.